Thưa quý vị, theo các chuyên gia, đại dịch COVID-19 đã và đang được kiểm soát tốt, nền kinh tế vĩ mô hồi phục ổn định, lãi suất cho vay mua nhà hợp lý, dòng vốn đầu tư nước ngoài sẵn sàng vào Việt Nam cùng với các chính sách pháp lý đang được tháo gỡ sẽ là tiền đề để thị trường bất động sản năm 2021 hồi phục, phát triển. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Theo các chuyên gia, bước sang năm 2021, để vượt qua khó khăn và bước vào giai đoạn phát triển mới, thị trường bất động sản cần nhiều lực đẩy để tăng tốc trở lại. Trên nền tảng các tiền đề hiện hữu trong những năm qua, nhiều chuyên gia cho rằng cần có những giải pháp để kích hoạt lực đẩy thị trường bất động sản năm 2021, đặc biệt là chính sách pháp lý. Các quy trình pháp lý cần được đơn giản hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc thủ tục, sớm hoàn thiện pháp lý dự án. Đầu tiên nhất đó là từ phía quyết tâm của chính quyền địa phương, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các cái tỉnh lân cận trong cái việc là phê duyệt quy trình thủ tục dự án và thúc đẩy nhanh hơn nữa cái việc giải quyết những cái vướng mắc của một số các cái dự án trong cái thời gian vừa qua. Thì khi mà cái vấn đề đó nó được giải quyết tốt hơn thì tức là cái nguồn cung nó được tốt hơn rất nhiều. Khi mà nguồn cung nó tốt hơn, từ đó nó cũng giảm bớt cái áp lực về mặt tăng giá. Nghị định 146 là nghị định mới nhất về đất đai. Trong đó có một phần lớn là điều chỉnh lại những cái bất cập trong phê duyệt dự án nhà ở đưa ra thị trường. Thế thì hy vọng là hết năm 2020, Covid cũng hết, pháp luật thì được hoàn chỉnh. Như vậy thì chắc chắn là cái điều kiện 2021 nó sẽ rất thuận lợi cho phát triển các cái dự án bất động sản nói chung và bất động sản nhà ở nói riêng, cắt đuôi được tất cả những cái vướng mắc về pháp luật và chúng ta tạo dựng được một cái mặt bằng pháp luật thuận lợi cho phát triển kể từ 2021. Bên cạnh vấn đề tháo gỡ chính sách, việc hướng đến xây dựng đại đô thị lớn thông minh đang là xu thế trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để thực hiện được điều này, bài toán về cơ sở hạ tầng giao thông và xã hội cần phải được giải quyết. Tôi nghĩ rằng với cái tốc độ mà chúng ta phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và cái ngân sách của chính phủ thì tôi nghĩ rằng nó sẽ còn rất là nhiều thời gian. Do vậy thì cái việc mà để phát triển một cái liên kết một cái đại đô thị lớn thì tôi nghĩ cần có sự tham gia của khối ngoài quốc doanh trong cái việc giải quyết đến bài toán cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội. Theo bà Nguyễn Thị Vân Khanh, giám đốc cấp cao thị trường vốn GOL Việt Nam, thị trường bất động sản năm 2021 đang có nhiều yếu tố hỗ trợ từ kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, thị trường còn nhận được những yếu tố hỗ trợ khác như lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI và bất động sản đang đứng thứ tư, dòng vốn của các nhà đầu tư ngoại vẫn đang sẵn sàng để đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố giúp thị trường bất động sản năm 2021 được kỳ vọng tăng tốc trở lại.